quema. N. Oye. Aco. Ahí. Aco. OK, hello chào các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Hùng Ca Ca Vlog cuộc sống của cháu Phi. Chào mừng các bạn đến với tuần mới. Thì mình lại tiếp tục đi vào bản đấy để ba người dân ba bản là đang làm nông nghiệp ở dưới kia. Về. Đây là bên đồi nấu ăn nhà bếp mọi người. Đấy, cứ thấy xe mình vào là bắt đầu lên là để bê đồ ăn xuống nấu cho tất cả mọi người là ăn kịp thời bữa trưa. Đấy. Gió xe gà kì. Đấy. Đó, đồ ăn hôm nay đây mọi người. Đây là có đùi gà này, có cá này, bột ngô này. Đấy. Vậy thùng đùi gà đây này. Đấy. Hoje eu cozinho a frango, ya. Peixe, tá bem? Đấy. Đấy. Yeah. Yeah, como é que era fuba? Ấy con ở dưới này là người dân đang làm rất là tích cực ở dưới kia. Đấy. Sắp hàng từ trên này là đi chạy xuống dưới này. Đấy, vì mình cũng chia bản cho mọi người làm, mỗi bản là làm mỗi khu vực khác nhau đấy. Bản ở bên này công việc này, bản ở bên này công việc này, bản ở bên này công việc kia. Đấy, ở bên này. Dạ, có mấy sợi cô gì nha dạ? Đấy, và cái bữa ăn hôm nay đây mọi người, đấy cũng đầm chất dinh dưỡng cho người dân để có sức để làm việc là cá này, đuôi gà đây là nói chung là đúng rồi nha, như ăn tiệc mọi người. Đấy, có cá, có gà, bột ngô quẩy lên đây, hành, cà chua nấu lên đây, thật rất là ngon đấy. Rồi nhà bếp này tí nữa mọi người nấu thì mình sẽ quay cho mọi người xem. Thì bữa ăn hôm nay thì bữa ăn hôm nay đây cũng như có gà cả đây đủ chất dinh dưỡng này thì một mình cũng muốn cảm ơn đến chị gái là đang sinh sống và làm việc ở bên Malaysia là gửi đến nhờ mình mua một chút thêm chút đồ ăn gà với cá để bồi bổ dinh dưỡng cho người dân đây là để làm việc tốt hơn. Đấy, chị gái cũng xin phép được giấu tên này mọi người. Đấy, và cũng cảm ơn rất nhiều mạnh thương quân nhà hảo tâm Việt Nam mình khác nữa là gửi thêm rất nhiều bữa ăn khác đến nữa cho người dân và phần quà cho người dân miền núi châu Phi. Bon dia. Đấy, ở đây là đang cuộc cái đường nước đưa nước về ở chỗ cái nóng trại mọi người. Dạ, trabalho hoje com a frango, ya. Đấy, những cây này là hôm nay là cùng khô chắc là gần đậu được mà chiều làm xong nghỉ bắt đầu sẽ là đốt để cái này chứ bây giờ đang làm mà đốt là khỏi lắm, rất là mệt cho người làm và cũng như là các em nhỏ đi theo. Bon dia. Guala le. Yeah, hoy vamos a comer frango. Yeah, pesi dame, yeah. Hoje vamos comer bem. Bom dia. Dá-lhe. Yeah, hoje comer bem, yeah? Frango, peixe. Cava, cama de pé. Đấy, phải đi thông báo cho người dân nghe. Làm hôm nay là có bữa ăn ngon rồi. Đấy, có gà, có cá, có thịt gà. Đấy, có thịt gà là đúng rồi. Quá sướng rồi. Bon dia.
La la le. Ene. La la. Okay. Ya, pai. Mete monte monte así. De tarde. Vamos que más. Eso ahora no que más ten fumo. Ya. Đấy rồi bên này đây. Mọi người là chia sang bên này một bản bên này nữa. Đấy. Rồi còn các anh đàn ông thì đang là đi đào mương nước mọi người, đào mương dẫn nước về ở chỗ trang trại này. Còn chị em phụ nữ là đi cuộc đất. Bon dia, bon dia. Bon dia. Voilà. Dala le. Ya, hoje vamos comer carne, ya. Bom dia, pai. Tá tudo bem, né? Ya, ya. Tá tudo bem, obrigado. Ya, hoje tu foi trabalhar, não faz ninguém, né? Ya. Hoje eu trouxe mais frango, peixe. Hoje tu vamos comer bem. Ya, ya. Yeah. Tu do ome ta kafala. Okay. Đấy, cái mướn được đang đào gần sẵn rồi mọi người. Đấy, mình cũng đã hôm qua là đi vào buổi chiều cũng đưa là cái cuộc kim vào cho mọi người. Đấy, đang đi đào cái đá ở dưới kia này, cái nước chảy về đấy đấy. Đấy, bây giờ đi xuống dưới kia là để xem những thanh niên là đang đào dọn dẹp những cái gốc cây đấy, rồi những cái tổ mối đấy, những cái tổ mối nó làm tổ rất là to. Bon dia vô. Bon dia. Xin xin, bon dia. Đất này là mỗi nhiều lắm, những cái tổ mỗi nó làm to bên kia. Sáng nay cho mọi người xem đào bây giờ mà đập những cái tổ mỗi kia ra cũng rất là mất thời gian và mệt. Đây mọi người nhìn đây cũng thấy đấy, những cái tổ mỗi đấy nó làm tổ rất là to luôn, vì đất lâu ngày không trồng trọt gì đấy nên là tổ mỗi nó làm càng ngày càng to. Đấy này, những cái tổ mối to thế này này. Đây này, mà rất là cứng luôn. Ở đây này, rất nhiều tổ mối phía dưới kia cũng rất nhiều, mọi người đã dọn rồi. Đấy, trên này chỉ có những anh thanh niên thôi mới là đào được. Đấy, chưa? Ta đủ rồi này. Đấy, những cái tổ mối đấy mọi người này. Đây. Những cái tổ mỗi này nó làm tổ tỏ này này nó sẽ ra đấy để sao ôi mày có một tia đà đấy. Cái này là để những anh thanh niên đấy, những anh đàn ông là có sức sẽ là bắt đầu lấy phá những cái tổ này ra đấy, những cái này là lâu không trồng nên là cứ để mỗi nó làm tổ tỏ thế này rất là nhiều luôn. Trabalha. Đấy, những cái tổ ấy mọi người. Đấy, rất là to. Đấy, công em đi đừng ở nặng đấy. Vào trong kia, vào trong bóng nhím ngồi mát nhé. Vai là lá na cái sombra. Mana turu criança ye. Vai senta lá na sombra. Dạ. Đấy, vào nhà nghỉ ngồi trong kia chứ cứ thích đi chơi ngoài này. Trời thì rất là nặng. Đấy. Giờ đây là một đội thanh niên là chuyến đi cuộc những cái tổ mối và đào những cái gốc cây lên. Đấy, và cũng như là đốt những cái gom những cái rác này vào và đốt để làm phấn đấy. Đấy, mới một tuần mà người dân là làm rất là nhanh mọi người ạ.
một tuần mà làm này. Từ bên này nó đi xuống đến bên bên kia kia đấy, rồi về phía trên này đấy, rất là đào được rất là nhiều rồi. Đấy, các bác trưởng thôn cũng làm việc vất rất là hăng say, mỗi người một bản là đi làm. Đấy, một hôm là mình cũng che sửa bảo ngoài, mọi người cứ đem cái tấm này là che cho các em bé nằm. Đấy, vì em bé này là không có ai trông coi nên là để nằm đấy, còn bình thường là cứ ngồi ở trong cái chỗ kia cả. Đấy, nằm mà tấm kỹ nên mày ngồi nè. Đấy, máy mà che cái này. Đấy, bé đang ngủ đấy. Đấy. Cũng rất là tồi mọi người. Thì tí mình có bim bim một xe, mình sẽ đưa xuống cho các bé, ngồi bé một gói. Nhưng bé này là đang nhỏ quá, chưa ăn được. Leva, leva você é uma criança, vai lá, vamos dar chips aí, vai lá no jango, consegui pegar a criança, vai lá, vou te dar chips. Tudo, fala aí também. Bảo bê em vào trong chỗ cái nhà kia nghỉ cho mát. Còn chỗ này thì có bé này cũng có chỗ ché rồi đấy. Đấy, trẻ con mọi người, trẻ con là phải có bánh có kẹo thì nó thì các cháu mới chơi ngoan, hồi ngoan đấy. Ý chà. Đây gì? Tôm mà. Đấy. Thôi đi chơi cho ngoan cho mẹ làm việc nhá. Tôm mà. Tôm mà. Đấy. Chỉ là bé em đi mọi người. Em thì khóc đấy, mẹ thì làm việc. Tôm mà bé gầy. Ta kì bé bé. Tôm mà. Đấy. Cho cái bánh vào miệng là im luôn mọi người. Đấy. Em làm cho mẹ. À. À abri para criança comer, ya. Ừ, mở cho em ăn đi. Abri, abri mete la boca criança. No vai sora mai. Ya. Bebe, aqui. Isso. Toma. Có bánh mà nó. Phải là kia chả, nào sao là mải á. Đấy, để đây tí nữa có bé nào lên nữa sẽ là để cho các bé con bên này là đồi nhà bếp đang nấu ăn này. Đấy, hôm nay là như ăn tiệc luôn đấy. Đồ ăn là rất là nhiều. Cả gà. Ý chà. Hoje é festa, né? Đấy, gà bao nhiêu này, rồi cá này, đấy. Rất là nhiều luôn. Hai ba tổ đội là bắt đầu là nấu ăn. Ovo. Sim, tay. Tão. Đấy, tão. Tay. Đấy, lại mang trứng đi bán mọi người. Đấy, mấy quả đấy?
quán thế? Tên xin à, được 5 quả, 5 quả. Đây. Đây, 5 quả bán này về để đi mua muối, mua mắm đấy. Đấy. Trứng này thì trứng là tuyệt vời, trứng gà nguyên chất, không có là chất ăn cái gì cảm cò hay là chất kích thích gì hết. Ăn chỉ ăn cỏ, ăn gà, ăn đá, ăn sỏi ở đôi thôi, ăn lá thôi. Đấy, đấy là rất ngon. Tí nữa hai năm quả này tí nó sẽ luộc lên là hai huynh đệ ấy, hai anh em mình và em quay phim sẽ ăn ấy, mỗi người là 2 quả rưỡi. Đấy. Mày, em sẽ ra con gì không? À, dạ phim nào? Ok. Đấy, bột ngô mọi người đấy. Nấu cả những cái thông to này cái là chín rồi, bây giờ sẽ chia ra. Và cũng như bên này đồ ăn đấy. Đồ ăn cũng thế. Đấy. Có cá này. Đấy, cá cũng rất là nhiều nồi, một nồi đấy này. Rồi bên này đùi gà này. Đấy, gà cũng nấu rất là nhiều luôn này, một nồi đấy thôi. Đây này. Chà. Rồi bên này ta mẹ đấy. À cái ta mẹ đấy. Ê chà, nấu khắp nơi mọi người ạ. Đấy. Rất là nhiều luôn. Rồi bên này, đấy, bột ngô đây nữa. Đấy, nấu bỏ vào cái số này đầy nạp cho nó nóng, ăn nóng hổi mới ngon. Rồi bên này, đấy, cá này này. Đấy, đây, đang quậy tiếp bột ngô. Chà, quậy cái nồi này rất là nóng mọi người, đứng bên cái bếp lửa than này. Rất là nóng luôn. Đấy, các chị nấu ăn cũng rất là vất vả đấy. Chứ không phải mỗi mình là những người làm gì kia vất vả đâu, ai cũng vất vả hết. Đi làm mà làm ở trang trại nông trại thì rất là vất vả. Người làm người nấu ăn, đánh cái bột ngô này cũng phải thay nhau đánh. Thế mình cũng đánh thử mấy hôm này, thấy rất là mệt luôn. Mà đứng bên cái cành bếp lửa nữa. Ở bên này, cho. Bên này cũng đang nấu tiệc bên này đấy. Đấy, cứ tiếp tục nấu rất là nhiều. Hôm nay là bữa tiệc mà. Đây cũng một nồi nữa, đây là một nồi nữa. Đấy, nấu rất là nhiều nồi. Đấy, nấu xong là 3-4 chỉ là ấy. Phải đó. Luôn chị. Ê, 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 phải mày, phải mày. Có gì bắt tay tao? Mua tô tô cùng. Đây. À, sao bộ nè? Ở vai mày ở kì. Đấy. Đứa bể chúng bắt đầu tiếp tục đánh. Đấy, làm cả cái như cái mại treo á. Phải bắt tay mày mày. Đấy, cả nồi bột ngô này mọi người rồi. Đấy, xuống đấy lại tiếp tục đánh. Mày ra ra ta pronto nó vai bater mày. Đấy. Bây giờ cũng để là chế độ ăn cho mọi người, tất cả người dân vào là bắt đầu nghỉ ăn uống. Buổi trưa bắt đầu lại tiếp tục công việc buổi chiều. Đấy. Dạ, lon chang à, lon chang à, tu du ta form mẹ. Đấy, mọi người là đã đói rồi. Đây mọi người đấy, đồ ăn là cho lên bàn đây tất cả đấy. Có cơm này, à, có bột ngô, có đực thịt gà này. Đấy rồi cá này, đấy một đĩa rất là đầy to cao đấy. Ở đây là đấy. Đấy mỗi người đấy. Đấy những người nào mà có trẻ em đi kèm theo đây là sẽ đem thêm những cái bát to đấy. Một dày đấy. Đấy, đến giờ ăn được khóc bây giờ cũng ra để cho bên nhà bếp ra làm xong xuôi tất cả. Rồi sẽ ăn đấy, tất cả đấy, rất là nhiều luôn. Đấy cứ chia từng bản một đấy, đến ngay là một bản thôi đến đấy. Đấy bên này cứ đuôi gà rồi là ấy. Dạ, có gì nhà là tiết ra para show bà nhá. Đấy bây giờ sẽ đòi ngoài bên nhà bếp là lấy đồ ăn cho các bác trưởng thôn trưởng. Đây mọi người đây, đâu đây này. Những cái bát đuôi gà, thịt gà rất là nhiều. Đây những bát này này. Đấy, uy tín luôn. Đấy. Đấy đây. Đấy, rất là uy tín, tuyệt vời. Bát nào cũng đầy thịt cá luôn. Chà. Hơi này. Đấy.
rất là nhiều ăn. Dạ, tiết ra ra para so bà nhá. Đấy, các bác trưởng thôn là sẽ ăn trước mọi người. Dạ, tu đu quan đu tiết ra para tu vamos senta aquí na sombra ya. Ya, chef. Ya están entregando sopa. Sí, ahora llama turu peso vamos tira ya brato. Ya. Criança na hora baga. De baga cada um no pelo cada. Ya, vem, vem. En diga na mundo pelo cada. Da baga, da baga. Acho goe ka ka. Tamani. Đấy, vào đây ngồi ăn, ngồi ăn nóng này nhưng mà cứ thích ngồi ở giữa nắng. Đấy. Đấy, con sáu này ngồi cả ngoài bụi cỏ luôn này. Đấy, trốn nó sau này ngồi này. Đấy, trong này mát mẻ thế này không ngồi. Đấy, đi ngồi linh tinh. Đấy, con bên này là các bác trưởng thôn và phó thôn. Đấy. Đấy, mỗi bác là mỗi tô đùi gà các bác cũng đấy, như bác này, bác này là đấy. Chá bê bà vậy. Chá bê bà. Cá ni, bê si. Á chá chá. Ý xù. Còn bà đúng rồi cái này, đấy, ăn này. Quý à? Vui à? Vui à? Chá phin à? Chá phin là gốc hết. Ô chô. Đây bây giờ là công việc thì buổi chiều là có các bác trưởng thôn. Đấy là các bác cũng sắp xếp công việc rất là cụ thể. Đấy, người này có việc này là làm, người kia việc kia là cũng làm, mỗi người mỗi việc. Là buổi chiều là tiếp tục công việc, bây giờ cũng để cho mọi người ăn xong nghỉ ngơi rồi là tiếp tục công việc buổi chiều. Đấy, bây giờ mình cũng xin phép là đi về trước một tí vì mình cũng vừa bố trí công việc cho các bác trưởng thôn là buổi chiều là làm ở đâu, đội nào và bản nào làm ở đâu thì đã nói chuyện quá với các bác trưởng thôn rồi. Thì bây giờ mình còn đi vào bên bản bên kia mọi người. Đấy, các bản bên kia đang làm nông nghiệp và cũng như là đang xây cái lớp học cho các em ở bên bản bên kia thì để sáng xem thế nào để con mua gỗ này, mua tôn này về để bắc đa rồi lợp tôn để cho các em là được đi học sớm kịp vào cái tháng 9 này. Đấy, chứ cũng để làm chậm trễ mãi cũng không được. Đấy, vậy thôi bây giờ mình cũng xin phép đi về để đang sang những bản bên kia một tí nữa. Đấy, thì video này mình cũng xin kết thúc tại đây. Mọi người thấy video này hay và có ý nghĩa hãy nhớ cho mình một like, một chia sẻ và nhớ đăng ký kênh Hùng Ca Ca Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi để mình có động lực giúp đỡ những người dân nghèo ở miền núi Châu Phi các bạn nha. Chào các bạn. Đấy. Ngồi ăn xong là nghỉ ngơi rồi là tiếp tục công việc thôi.